Siêu thị máy tính Chanka xin chào. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn một sản phẩm của Asus, đó là Asus GL702BA235, một chiếc laptop gaming trung cấp của Asus. Với một cấu hình khủng như chip HQ thế hệ mới nhất hiện nay, RAM và ổ cứng dung lượng lớn, kèm theo đó là một card đồ họa rời Nvidia GeForce GTX 1060, thì Asus GL702VM có thể giúp bạn xử lý nhanh các công việc với các phần mềm đồ họa thiết kế. Tuy là một chiếc laptop gaming nhưng Asus GL702VM lại có một thiết kế với độ mỏng ấn tượng, chỉ 2,47cm, nặng khoảng 2,7kg, dễ dàng cho vừa vào ba lô khi di chuyển. Máy được phủ một lớp sơn bạc sáng cho vẻ ngoài thanh thoát và sang trọng. Vỏ kim loại chống các tác nhân ngoại lực khiến máy bền hơn khi sử dụng. Logo Asus ROG Series được cách điệu sáng bóng ở giữa hai đường kè chéo là một thiết kế quen thuộc của dòng laptop gaming này. Phần dưới nắp máy gần bản lề ta sẽ thấy được một cụm từ Republic of Gamer. Bên trong máy thì được sơn màu xám bạc và được thiết kế bằng nhựa giả nhôm cao cấp, đi cùng với một bàn phím đen chữ đỏ nhìn rất là bắt mắt. Hành trình phím 1,6mm cho cảm giác bấm tốt, độ nảy cao, đảm bảo được các lệnh chính xác ngay cả khi bạn nhấn 30 phím cùng một lúc. Cụm phím WASD cũng được làm nổi bật hơn. Touchpad thiết kế khá là lớn. Bề mặt được làm bằng nhựa phủ mịn, có viền chỉ đỏ và hỗ trợ đa điểm, cảm giác ấn khá là tốt. Màn hình của Asus GL702VM rộng 17,3 inch với tấm nền IPS, tần số quét lên tới 120Hz. Độ phân giải Full HD cùng với một góc nhìn rộng 178 độ cũng sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời khi chơi game hay là xem các bộ phim bom tấn. Máy được trang bị đầy đủ các cổng kết nối. Cạnh trái ta sẽ có cổng sạc, cổng mạng LAN, mini DisplayPort, USB 3.0, một jack cắm tai nghe. Ngoài ra điểm đáng chú ý nhất của GL702 đó chính là được trang bị cổng Thunderbolt 3 với tốc độ lên tới 40GB trên giây. Bên cạnh phải chúng ta sẽ có hai cổng USB 3.0, một khe thẻ SD cho tốc độ lên tới 85MB trên giây. Vẫn giữ nguyên một thiết kế của GL502VT trước đó, chính là hai khe tản nhiệt ở phía cạnh sau tạo nên cảm giác mạnh mẽ cho sản phẩm. Mặt dưới của Asus GL702VM là một tấm nhựa cứng với nhiều khe thoát nhiệt, 4 chân đỡ cao su nằm ở 4 góc giúp thiết kế cao lên để tránh trường hợp ma sát với mặt bàn, giảm trệt xước và thoát được nhiệt độ từ bên dưới. Ngay sát chiếu lót tay là phần loa GL702VM. Loa được đặt ở cả hai cạnh cho hiệu ứng âm thanh tốt hơn, khả năng tái tạo âm thanh tốt và cho cảm giác chơi game rất là tuyệt vời. So với phiên bản trước đây thì ở phiên bản này, Asus đã nâng cấp lên một cách toàn diện cho cấu hình của máy. Cụ thể, máy được trang bị một chip HQ 4x8 luồng thế hệ thứ 7 của Intel, RAM 16GB DDR4 và có thể nâng cấp lên tới 32GB, ổ cứng dung lượng 1TB. Máy còn có sẵn một SSD 256GB PCIe tốc độ cao, kết hợp với các đồ họa rời GTX 1060 với dung lượng là 6GB GDDR5 thì GL702VM có thể chiến được hầu hết mọi game phổ biến hiện nay ở thiết lập high setting là điều hiển nhiên. Tổng kết lại thì đây là một chiếc máy tính mỏng nhẹ, thiết kế rất là đẹp mắt, cấu hình mạnh mẽ, màn hình đẹp cho trải nghiệm tốt khi làm việc cũng như giải trí. Tuy nhiên, để sở hữu được một chiếc máy này thì bạn cũng cần phải chi ra một khoản tiền khá là cao, trên 40 triệu đồng. Và đó là những thông tin cơ bản về sản phẩm. Siêu thị máy tính An Khang, cảm ơn bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!